ý nghĩa của thường thiền. Con về rồi. À, đúng rồi, ra mắt phim 13 chiêu trò trong học đường rồi nè, mau qua ngồi coi đi. Chà, đông đủ như vậy mọi người cũng ủng hộ bộ phim của cô thiện quá ha. Ủa cô Mary, không phải lần trước cô nói không xem sao? Thì cuối cùng chị hai cũng đã đổi tên nhân vật phản diện rồi mà. Đúng lúc hôm nay không ai hẹn tôi đi ăn cơm nên ngồi coi vậy. Làm gì có, đó là do anh hai ra lệnh, cả nhà họ Hùng phải ngồi xem phim mới đúng đó. Ba còn phải lệ không nấu cơm cho mọi người vừa ăn gà rán vừa xem tivi đó. Ba đúng là thiên gì. Cũng phải thôi, lần đầu tiên thượng thiện biến tiểu thuyết thành phim truyền hình, chuyện trọng đại như vậy cả nhà chúng ta dĩ nhiên phải ủng hộ rồi, có đúng không? Nhưng đích thực ba làm hơi quá rồi đó, chỉ là ra mắt phim thôi mà. Nếu cứ mỗi lần phim ra mắt và lần tiệc như vậy thì có rất nhiều tiệc rồi. Ủa thượng thiện, con nhận viết kịch bản phim thứ hai hả? Dạ vẫn chưa. Nhưng mà Hùng Thượng Thiện, con tâm đắc nhất tác phẩm 13 chiêu trò trong trường học, con không tìm ra lý do nào khiến phim này không thành công. Cho nên con cảm thấy nhà đài nhất định sẽ tìm con làm tiếp đề tài trinh thám trong trường học này. Hơn vậy thì được rồi. Nói chung khi nào Thượng Thiện có phim để ra mắt, chúng ta đều sẽ tổ chức tiệc chúc mừng, ok? Không cần đâu ba. Thật ra tác phẩm của chị hai tụi con cũng học thuộc hết rồi, vậy cũng không cần tổ chức tiệc mừng nữa. Đúng rồi đó, 13 chiêu trò trong trường học con cũng biết hết tình tiết rồi, cần gì qua ra mắt nữa. Vậy coi như thưởng thức khả năng diễn xuất của tôi. Tôi có vai diễn trong phim đó. Vậy nên mới không muốn coi. Ê, có Terry, tôi muốn coi. Ê, sắp chiếu rồi. Thôi nhanh lên đi. Nè, coi đi, coi đi. Cái xác đen tới như vậy nhất định là bị thiêu chết rồi. Nhưng ảnh ốm như vậy. Trời ơi, có lầm không đó? Người đó bị thiêu chết mà cả hoàn toàn sạch sẽ. Phải đó. Người đó chỉ thoa đen cái mặt thôi mà gọi là xác khô hả? Sao kỳ cục quá vậy trời? Giả không giống gì hết rồi. Thật ra thì... Còn nữa, cái xác đó mập mập như vậy có liên quan gì tới chữ ốm chứ? Sao cái xác này nhìn quen quá vậy? Cuối cùng cũng nhận ra rồi, là tôi đó. Không phải làm hiệp sĩ gù sao? Lúc sau đổi kịch bản tôi làm xác chết. Thật ra từ ngày tôi nhận được kịch bản đã rất cố gắng giảm cân rồi, nhưng mà không thể tới mức giống kiểu chết đói được. Tôi biết tôi có lỗi với khán giả lắm. Hey Terry, không liên quan tới cậu. Tôi biết là cậu cố gắng hết sức rồi. Không sao, coi tiếp đi. Coi tiếp. Cảnh sát hả? Lúc đấy rõ ràng ghi năm 1996. Đúng rồi. Vậy sao 59 cầm điện thoại thông minh vậy? Lúc đó còn chưa nghiên cứu ra điện thoại mà. Vì khi đạo diễn tới hiện trường mới phát hiện trạm điện thoại bị phá bỏ rồi, cho nên mới mượn điện thoại của trợ lý để đóng đại cảnh này thôi đó. Không làm theo kịch bản nên sai hết là đúng rồi. Tôi đã nói rõ, áo phải đốt cháy, xác chết phải ốm, cái bên còn phải có trạm điện thoại. Nguyên nhân chính á là khúc sau tôi có dàn xếp kia mà. Chị hai à, bộ giám chế quay xong rồi không cho chị coi trước hay sao hả? Anh ơi, anh cắt phim xong cho chị coi, bây giờ thì rõ ràng rồi, không dám cho chị coi. Thật ra đây cũng là lỗi nhỏ thôi hà, không ảnh hưởng tới nội dung đâu. Tóm lại mọi người coi thì đừng có bàn luận nữa. Ăn rồi. Trời ơi, có lầm không đó? Thập tam yêu sao lại có thêm con trung, vậy là thành đại tướng công rồi, đúng không? Gì vậy, bình luận nói gì? Thương Thiện à, mặc kệ người ta đi, đừng có coi nữa, kệ đi ha. Ăn xong gà rồi. Ok, con về nhà tắm đi, mọi người từ từ nha, coi vui ha. Thương Thiện, chưa xong mà cô phải hay vậy. Bye bye. Nè, họ nói gì hả? Mọi người tự coi nè. Hả? Vua dở tệ. Đúng là rác rưởi. Không còn gì tệ hơn. Dân mạng đúng là quá đáng, ăn nói như vậy không hề quan tâm tới cảm giác người khác gì hết trơn. Yes. Hi. Nghe em cô nói cả nhà cô cùng xem ra mắt phim. Giờ này đã trở về, chắc chắn là chưa coi hết thì đã về rồi. Cũng đúng nha, khó coi tới nỗi chính cô cũng không coi tiếp được mà. Khó coi tới mức nào ha? Còn phải hỏi sao? Mở đầu thì có một người đen thui giả bị thiêu chết, cái đó thì để nhằm bài trong thập tam yêu cũng không nói đi ha. Trang phục của nam chính lúc đánh mặt trượt thì hoàn toàn không có phù hợp gì hết đó.
Phim này không phải phim trinh thám trong trường học sao? Nếu không nói, tôi còn tưởng đây là phim hài rẻ tiền nữa đó. Dân giả cho cô rồi. Phim tệ như vậy mà cô coi hết hả? Còn coi chi tiết tới mức thấy được hết tất cả các lỗi. Dĩ nhiên, không thì sao có thể lên mạng bôi xấu cô? Đúng ha, cô có blog trên mạng mà. Sao rồi ha? Tôi hoan nghênh cô bôi xấu tôi. Tôi đợi cô bôi xấu tôi. Cô nhớ bôi xấu nha. Cảm ơn sự ủng hộ của cô. Thái độ vậy là sao chứ? Hoan nghênh mình bôi xấu cổ. Ê, chào mấy cậu. Ê, ngồi đi, ngồi đi. Mấy cậu có coi phim 13 chiêu trò trong trường học không hả? Dĩ nhiên là có rồi. Đó đang là đề tài hit nhất mạng xã hội. Sao lại không coi tôi chứ? Tôi cũng có coi đó. Tệ hết sức luôn. Hỏi sao mà không ít lời chê? Tôi cũng có để lại mấy lời chê nữa đó. Tình tiết vô lý như vậy cũng có thể viết ra. Cô Thiện không bị sao chứ? Tôi nghĩ nên kêu Kim Thành An dẫn cô Thiện đi khám bác sĩ rồi đó, phải không? Đủ rồi nha. Không biết đầu đuôi thì đừng có nói năng bậy bạ. Cậu có biết má tôi viết kịch bản rất hợp lý hay không? Là do lỗi của quay phim thôi. Đạo diễn với giám chế tự ý chỉnh sửa nên phim mới tệ như vậy đó. Khán giả chúng tôi sao mà biết chứ? Không biết thì im miệng, bình luận gì chứ? Cậu không biết nấu ăn cũng có thể bình luận món ngon hay không? Cho dù đúng là lỗi của quay phim đi chăng nữa, nhưng mà kịch bản của má cậu cũng quá lỗi thời rồi. Với cái gì mà những năm 90 có người trẻ tuổi nào thích coi đâu chứ, phải không? Đúng đó. Tôi thì không thích coi rồi đó. Cậu Cương Khơ nói rất đúng. Họ có quyền bình luận mà. Cô Thiện. Hai. Tôi có nói đùa thôi mà. Ăn cơm đi. Xin lỗi cô Thiện. Ăn cơm đi, cản trở má nghe bình luận. Má à, hay là mấy bữa nay má đừng có đi học? Con cũng vô tính quá ha. Bình thường con cúp học cũng thôi, giờ còn rủ má cúp chung nữa hả? Má à, sao mọi người nói má như vậy mà má còn có thể cười được nữa chứ? Nói được nghĩa là có coi hết rồi. Má không cười không lẽ khóc hả? Người ta nói như là trò đùa vậy, bộ má không giận hay sao hả má? Thứ nhất, đây là lỗi quay phim, không phải lỗi kịch bản của má. Thứ hai, lúc má viết là những năm 90, bối cảnh đương nhiên là những năm 90 rồi. Nếu có lỗi, cũng do nhà đài đã đóng nó, đây là sai lầm. Hai lỗi lầm đều không phải do má. Sao má phải giận chứ? Đúng vậy, nhưng mà... Tóm lại, má đã làm đúng trách nhiệm, không trái với lương tâm. Mấy chuyện khác, má không quan tâm. Alo, giám chế Lâm, có chuyện gì? Bộ phim phải cắt bỏ. Ok, tôi tới ngay. Con ăn một mình nha. Má à, còn nói là không quan tâm, rõ ràng là đang cố chịu. Các nhà quảng cáo thấy phim của mình có vẻ tệ và không chịu đặt quảng cáo trong giờ phim nữa. Không những vậy, còn rút lại các quảng cáo trước đó, nên công ty quyết định cắt bỏ nó. Một bộ phim chỉ như có lời bình xấu và tốt mà. Nhà đài của các ông lớn như vậy đột nhiên cắt bỏ phim, ông không thấy nó có vấn đề sao? Còn nữa nha, vậy bộ phim sẽ có đầu không đuôi rồi. Tôi sẽ chỉnh sửa nó lại từ 30 tập thành 13 tập, như vậy sẽ có đầu có đuôi. Nhưng mà bộ phim này đã đầu tư rất là nhiều tiền mà. Ông đã cắt bớt nhiều như vậy thì sẽ lỗ. Rồi sẽ kiếm lại thôi. Vì công ty đồng thời đã mua bản quyền từ ngày đi qua thủy cơ của Thất Bả Xa. Dự định là sẽ quay dội để nối tiếp 13 chiêu trò trong trường học. Vậy sao ông lại biết từ ngày đi qua thủy cơ sẽ không thua lỗ? Tới lúc đó rating không cao, lại cắt chỗ cho mấy quảng cáo sao? Thất Bả Xa dạo này hot như vậy, rating nhất định sẽ đảm bảo. Nhưng 13 chiêu trò trong trường học do ông làm giám chế, bị cắt bỏ như vậy, ông không cảm thấy mất mặt, không cảm thấy khó chịu sao? Công ty quyết định cắt bỏ một bộ phim còn dựa vào nhiều nguyên nhân. Hơn nữa, bộ phim từ ngày đi qua thủy cơ cũng do tôi làm giám chế mà. Ông quay tệ vậy cũng được làm tiếp hả? Nói thật nha, thật ra 13 chiêu trò trong trường học là công ty ép tôi quay. Tôi phải quay xong phim đó mới cho tôi quay tác phẩm của Thất Bả Xa. Hèn chi 13 chiêu trò trong trường học quay tệ như vậy, quá trời chỗ thiếu sót. Nè, tôi mặc kệ. 13 chiêu trò trong trường học dân cầu xin tôi giết. Ông thiếu tôi đó. Tóm lại, bộ phim không được cắt, ông giải quyết cho tôi nghe. Vậy hả? Ba ơi, ba có thể cho con mượn ít tiền không? Ok, bao nhiêu con? 3 triệu. Ba triệu. Thượng Thiện, con cần nhiều tiền vậy để làm gì? Gì chứ, mua hết thời lượng quảng cáo trong 13 chiêu trò trong trường hợp với giá này không cao đâu. Chị hai,
Chị không muốn bộ phim bị cắt bỏ hả? Ba ơi, coi như tóc hùm là quảng cáo đi. Hơn nữa số tiền này con mượn của ba, con sẽ trả cho ba. Chị hai, 3 triệu đó đủ để trả tiền cọc mua nhà rồi. Đủ để em học mấy bằng thạc sĩ rồi đó. Lần này tôi cũng thấy mắc đó. 3 triệu để cứu một bộ phim dở tệ. Tôi đi nha. Thượng Thiện à, ba cũng không muốn phim của con bị cắt bỏ đâu. Nhưng 3 triệu đích thật là quá mắc đó. Con cũng hiểu, như vậy đi, 500 ngàn, còn lại con sẽ tự tìm cách. Thật ra má cũng đã nhận tiền kịch bản rồi mà. Hay là má mặc kệ nó bị cắt bỏ đi. Bộ phim nhất định phải được chiếu tiếp. Má ơi, giúp con đi. Chị hai à, chị đừng có ép ba nữa mà. Phim của chị dở tệ như vậy thì lấy 3 triệu để làm gì chứ? Quăng xuống biển hả? Đúng đó Thượng Thiện, ngừng chiếu bộ phim có khi lại là chuyện tốt. Nếu cứ tiếp tục chiếu sẽ ảnh hưởng tới rating của toàn Hồng Kông bị giảm. Con sẽ càng mất mặt đó. Nói chứ mọi người có biết phim nào nối tiếp phim này hay không? Con coi tạp chí nói là Từ Ngày Đi Qua Thủy Cơ của Thất Bả Xa đó. Wow, được đó, quay cái này mới phải chứ. Đồng nghiệp nữ trong công ty con thích vô cùng. Nhưng mà họ không có nói bộ phim của chị là không hay. Tâm bảo đồ cần quảng bá mà. Trời, mấy chuyện này cấp dưới nhà em đâu có quyền quyết định. Cao Bách Phi quyết định đó. Chào cô Cao. Người đó là ai vậy ta? Cô Cao à, tôi còn ở đây nè. Hôm Thương Tiên, cô kiếp tôi có chuyện gì? Tôi biết cô là khán giả trung thành của 13 chiêu trò trong trường hợp nên muốn phản hồi cho cô tôi. Phản hồi gì? Bây giờ cô chỉ cần 388.888 đồng là có thể tuyên truyền trong dàn dàn đồ ăn giặt của Tầm Bảo Đồ trước toàn thế giới người dân Hồng Kông rồi đó. Cô muốn tôi đặt quảng cáo trong phim 13 chiêu trò trong trường học của cô. Thì ra những lời báo lá cải nói là sự thật. Phim của cô tới mức nhà đài phải cắt bỏ nên cô tìm cách kiếm tiền quảng cáo, muốn giữ lại bộ phim. Thông minh. Từ bỏ đi. 13 chiêu trò trong trường học với Thượng Thiện đều là lỗi thời lắm rồi. Bây giờ Thịnh Thất Bả Xa đó, nếu có đặt quảng cáo tôi cũng đặt trong phim mới của Thất Bả Xa. Cô suy nghĩ kỹ đi, giờ vàng đó mất tiền lắm nha. Khung giờ trong 13 chiêu trò trong trường học rẻ lắm. Suy nghĩ đi cô Cao à. Ok, tôi sẽ suy nghĩ kỹ, đặt trong khung giờ của Thất Bả Xa đi. Đi 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 đi. Nè, bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì vậy hả? Bình tĩnh. Nè, cậu tới đúng lúc, dẫn má cậu về nhà ngay đi. Cô còn làm phiền tôi đặt quảng cáo, tôi mất sao bây giờ? Nếu cô được ý có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Không, đi qua nói với tôi cũng được nữa đó. Cửa nhà tôi luôn mở cửa ra đó cô. Đi thôi má, đi về đi mà má. Các bạn sinh viên hãy ủng hộ 13 chiêu trò trong trường học tiếp tục được chiếu. Được đồng nào hay đồng đó. Ủng hộ 13 chiêu trò trong trường học tiếp tục chiếu đi. Ủng hộ đi các bạn à. Nè, ai vậy? Tôi Tâm Như nè. Nè, sao cô bịt kín mít vậy? Thì chị hai đó bắt tôi tan học phải qua đây giúp đỡ. Dĩ nhiên tôi phải ăn mặc như vậy rồi. 13 chiêu trò trong trường học, tôi thật sự không muốn có người thấy tôi làm quyên góp tiền đó. Anh không thấy mất mặt sao? Là một diễn viên, cho dù bộ phim thế nào tôi cũng không từ bỏ đâu. Vậy sao anh không bỏ tiền mua hết quảng cáo đi? Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà tiền tiêu vặt của tôi chỉ đủ quyên góp mấy chục ngàn thôi. Nhưng mà tôi cũng giống chị hai cô, sẽ không từ bỏ. Là một thành viên trong bộ phim, dù có dở tệ cỡ nào tôi nhất định cũng ủng hộ. Bạn à, hãy quyên góp ủng hộ 13 chiêu trò trong trường học đi, để có thể tiếp tục được chiếu. Không phải anh là xác chết bị thiêu trong tập 1 sao hả? Đúng rồi, có người nhận ra tôi kìa. Mới mở màn ra anh đã chết rồi còn gì. Bộ phim bị cắt bỏ thì liên quan gì tới anh? Vì khúc sau tôi vẫn còn hai vai, là nhân viên vệ sinh với lại là thằng khờ nữa. Wow, giỏi quá vậy, một người diễn tới ba vai luôn ha. Không phải dở vậy chứ. Không sai, nếu muốn xem cậu ấy làm sao một người diễn ba vai bộ phim dở như thế nào thì hãy quyên góp để phim tiếp tục được chiếu đi. Cũng được đó, phải tiếp tục chiếu chứ. Nè, mỗi người lấy mấy đồng ra đi, nhanh lên, nhanh lên. Nè, ok. Đúng rồi. Không sao, để tôi lượm cho. Xin lỗi nha. Nè. Má theo con. Làm cái gì vậy? Má à, má vẫn đủ chưa vậy? Má nhìn tới mức kiếm tiền quyên góp trong trường hả? Con Bách Phi không chịu đặt quảng cáo. Bạn thì má không nhiều. Má làm như vậy cũng vì trường là nơi có tỷ lệ thành công cao nhất mà thôi. Bộ phim bị cắt bỏ thì cứ để cho nó bị cắt bỏ. Mất mặt thì cứ mặc kệ đi. Nói chung không cần biết bằng cách nào, bộ phim cũng phải tiếp tục được chiếu. Má à, con nói cho má nghe, không cắt bỏ bộ phim để nó tiếp tục chiếu chỉ càng thêm nhiều người cười má mà thôi. Đã nói vấn đề không phải do kịch bản của má là má đừng có nói với con là do lỗi quay phim nữa có được không vậy?
được cô nói kịch bản với má vậy? Câu chuyện của má lỗi thời quá rồi. Nhất là đoạn nhân vật nam chính mỗi ngày đều mặc quần lót chạy bộ ở nơi định tình với lại người yêu cũ. Cuối cùng cảm động được người yêu cũ quay trở về gặp ảnh. Trời ơi, mặc quần lót để mà chạy bộ đó. Những tình tiết này trong thế hệ của má có thể rất là mới, nhưng mà trong thế hệ tụi con gọi là vô lý. Thằng quỷ chê sách của má hả? Con chỉ nói sự thật thôi mà. Nếu như trên đời này có người giống như nhân vật nam chính đó, con sẽ qua đó khuyên ảnh đừng có làm trò cười nữa, má hiểu không? Nhưng cuối cùng người yêu cũ cũng đã xuất hiện rồi. Hả? Thì ra má không muốn bộ phim bị cắt. Nguyên nhân chính là má cho rằng ba xem thấy bộ phim sẽ về tìm má. Má à, má đừng có ngây thơ như vậy nữa. Cho dù mà ba có trở về, ba cũng sẽ chỉ nói bộ phim đó khó coi dữ lắm, kêu má đừng có làm mất mặt ba thôi. Tóm lại chỉ cần ba con chịu ra gặp má, má không sợ gì hết. Má chỉ cần cho ba con biết được sự tồn tại của má mà thôi. Cái gì má cũng làm hết. Các bạn ơi, hãy tiếp tục ủng hộ 13 chiêu trò trong trường học tiếp tục được chiếu. Quyên góp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cô Cao à, mời dùng nước. Chúc hai vị ngon miệng. Cô Mary, mạnh tay chút đi. Ok. Sao dì phải massage cho mình nhát gan chứ? Dì chỉ muốn giết chết ảnh thôi. Ráng chút đi mà dì. Má rất muốn bộ phim tiếp tục được chiếu để má biết tin tức của má đó. Trước khi dì giết chết ảnh thì coi như cho má một cơ hội đi mà. Đúng đó Nhật Thủy, vì một cuộc tình vĩ đại mình ráng chịu đựng, hy sinh một chút đi. Cô Cao à, cho hỏi chuyện cô đặt quảng cáo, cô suy nghĩ tới đâu rồi? Tôi đã nói rồi, đây là chuyện của tầm bảo đồ chúng tôi, đương nhiên là giao cho mọi người quyết định rồi. Chúng tôi cũng đã phục vụ cho mọi người rất là chu đáo rồi, không biết mọi người suy nghĩ như thế nào vậy? Ở đây Hân Hân trung thực nhất, hay là để cho Hân Hân cứ nói đi. Đặt quảng cáo trong khung giờ vàng truyền hình, giá cả họ đề ra đích thực là rất đáng. Giá này mình đặt quảng cáo trong mấy tạp chí lá cải còn không được nữa đó. Bây giờ còn được quảng cáo trong khung giờ vàng truyền hình nữa đó. Mọi người nói cũng rất có lý, cho nên quyết định của tôi là không đặt quảng cáo. Hả? Vậy thì cho hỏi cô Cao đây, thấy cách phục vụ của chúng tôi có gì không hài lòng không? Vì cô vẫn chưa xin lỗi tôi vì những gì cô đã làm với tôi bấy lâu nay. Đơn giản vậy thôi. À, thì ra đơn giản vậy hả? Vậy thì dễ lắm rồi. Bây giờ tôi sẽ xin lỗi cô bằng bánh phô mai cô yêu thích nhất. Mong là cô tha lỗi cho tôi. Nói lại lần nữa đi. Mong cô tha lỗi cho tôi. David à, cũng đã xin lỗi cô rồi, không biết khoản tiền đó duyệt được chưa? Vậy thì khoản tiền mà đại tiểu thư chi cho mình cũng đủ đặt quảng cáo mà. Cô Cao à, cô vui lòng ký vào đây nha. À, nhưng mà nói thật nha, sách của cô á, thật sự rất là xưa, rất là dở đó. Thế hệ bây giờ thịnh Du Hải Kỳ và Thất Bả Xa đó. Nếu tôi là cô thì sẽ không viết nữa, nghỉ hưu sớm đi. Cảm ơn lời dạy của cô, tôi sẽ ghi nhớ. Mời ký tên. Bà Tám, ăn bánh thì tự mà đi mua. Nè, má hoài quá. Người nhà của hai người đó hả? À, tôi còn nhiều việc lắm. Tôi đi xem có phải người nhà tôi hay không. Ê, hết phim rồi. Kìa, kìa, rồi, kìa, kìa, kìa. Thấy rồi kìa. Xuất hiện rồi. Có phải bà qua mắt không? Sao không thấy tên tóc hùng vậy? Ê, ba đừng có lo, để con chiếu chậm lại cho coi. Ok ok. Mọi người có tiếp nha, con về tắm đi. Bye bye. Có rồi. Ê, thấy rồi. Cuối cùng cũng thấy cái tên tóc hùng ở trên tivi rồi kia kìa. Không đúng, danh sách cuối phim có tóc hùng của mình, tầm bảo đồ, cộng với tiền quyên góp được trong trường cũng chỉ có 700.000 thôi. Không phải chị hai nói cần tới 3 triệu mới đủ sao hả? Thì đó, vậy 2 triệu ba còn lại ở đâu ra? Chị hai của con đâu có tiêu xài phung phí như tụi con. Ba nghĩ nó có tiền tiết kiệm mà. Cô không sao chứ? Trước đó cô xin tôi ứng trước 2 triệu tiền kịch bản với bản quyền, làm tôi hết hồn đó. Tôi không sao, tại vì tiền của tôi nằm hết trong cổ phiếu ở bên Mỹ, không thể chuyển liền về Hồng Kông kịp. Tôi lại cần tiền gấp thôi. Được rồi,
Tiền cô cũng đã nhận. Vậy cô bắt đầu viết tác phẩm của Thất Bả Xa được rồi đó. Yên tâm đi, anh biên tập giúp tôi nhiều như vậy, tôi nhất định sẽ giao hàng sớm mà. Tuy nhiên, tôi đã dùng cái tên Thượng Thiện viết một cuốn sách trường học ba quyết một nè. Kịch bản này không cần hối, có liền cho anh luôn. Thượng Thiện, thôi mà. Hay vậy đi, cô nộp cho tôi tác phẩm của Thất Bả Xa trước đi. Anh hoàn thành tâm nguyện của tôi thì Thất Bả Xa sẽ nhanh chóng có hàng cho anh tôi. Thôi vậy đi, tôi không hối cô nộp tác phẩm của Thất Bả Xa. Cô dùng tên của Du Hải Kỳ giúp tôi viết một truyện ngắn trước đi hả? Anh yên tâm đi, anh giúp tôi trường học ba quyết một này, Du Hải Kỳ và Thất Bả Xa, tôi sẽ sớm giao cho anh. Cảm ơn nhiều. Tôi thật không hiểu, Thất Bả Xa và Du Hải Kỳ giúp cô kiếm nhiều tiền như vậy, cô lại không viết nhiều vô. Nhất quyết phải dùng cái tên Thượng Thiện để xuất bản sách. Cô biết trước sẽ không bán được mà. Cái tên Thượng Thiện này tôi dùng từ lúc mới vào nghề tới giờ, đối với tôi rất có ý nghĩa. Tôi không quan tâm nó có được mọi người thích hay không, chỉ cần có một người xem, tôi cũng